hạn chế Huawei sử dụng hệ điều hành Android. Cuộc chiến thương mại Mỹ, Trung bắt đầu cho thấy những tác động tiêu cực của nó tới thị trường và các công ty đứng giữa vòng xoáy này đang cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Mới đây nguồn tin từ Reuters khẳng định Google đã tạm ngưng hợp đồng giữa họ với Huawei về cung ứng phần cứng và phần mềm. Động thái này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến phần lớn hoạt động kinh doanh smartphone của Huawei bên ngoài Trung Quốc. Theo đó, tất cả các dòng điện thoại của Huawei sẽ mất khả năng cập nhật ứng dụng thuộc Google như Search, Chrome, YouTube. Google Play Store, Gmail, cũng như những bản vá bảo mật trong tương lai. Thậm chí, những mẫu điện thoại sắp tới của Huawei sẽ không được tích hợp ứng dụng của Google. Ngoài ra, Google sẽ cắt bỏ mọi hỗ trợ và hợp tác liên quan tới công nghệ và các dịch vụ cho Android đối với điện thoại Huawei. Huawei Technologies Co. Lighted sẽ ngay lập tức bị mất quyền tiếp cận với các bản cập nhật của hệ điều hành Android, và phiên bản tiếp theo của các smartphone bán ngoài thị trường Trung Quốc sẽ không còn được cài đặt các ứng dụng và dịch vụ phổ biến. Trong đó có kho ứng dụng Google Play Store và Gmail, nguồn tin cho hay. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức có nghĩa là sẽ không còn có bản nâng cấp an ninh nào của Android được dành cho điện thoại của Huawei, kể cả cũ và mới như P30, P30 Pro, Mate 20 Pro. Động thái của Google được đưa ra ngay sau thông báo của Bộ Thương mại Mỹ phát ra vào hôm thứ 4 tuần trước, đặt Huawei cùng 68 chi nhánh vào danh sách đen theo lệnh yêu cầu từ Tổng thống Trump. Huawei bị cấm mua các linh kiện và phụ kiện từ các công ty của Mỹ mà không có sự đồng ý của chính phủ nước này, trong đó có hệ điều hành Android. Gã khổng lồ Trung Quốc cho biết sẽ phản đối quyết định của Cục Công nghiệp và An ninh của Bộ Thương mại Mỹ. Thông tin này nếu đúng thực tế thì đây sẽ là một cú sốc lớn với làng công nghệ, sẽ là một cú đánh nghiêm trọng vào nỗ lực vươn lên vị thế số một của hãng điện thoại Trung Quốc trên thị trường quốc tế. Tuy vậy, một trong những bộ phận của Huawei là công ty sản xuất chip hi-silicon đã từng cho biết Huawei đã sẵn sàng từ rất lâu cho bất kỳ lệnh cấm nào. Trước đó, Huawei cũng từng đề cập đã sẵn sàng trước 6 năm và thậm chí lâu hơn thế nếu có bất kỳ lệnh cấm nào từ Android. Hiện Google vẫn chưa có thông báo chính thức nào liên quan tới vụ việc. Trường nào căng thẳng Mỹ, Trung còn leo thang Huawei nhiều khả năng sẽ phải dựa vào những ứng dụng và dịch vụ của bên thứ ba để cung cấp đầy đủ chức năng cho các thiết bị của mình, và không có gì đảm bảo rằng khách hàng của họ sẽ sẵn sàng để chấp nhận điều này. Dẫu vậy tại thị trường nội địa, Huawei sẽ không gặp nhiều ảnh hưởng do các ứng dụng của Google vốn đã bị chặn sử dụng. Nguyễn Nguyễn, Khôi Linh